Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì tiếp tục trong cái chuỗi video chính chủ ký gửi, thì Nhân hôm nay Nhân quay một cái căn nhà rất là mới luôn, căn nhà mới hoàn thiện xong và chưa có người ở luôn nha cả nhà. Thì cái căn nhà là ở phía sau lưng Nhân nè, và cái khu dân cư mà chỗ Nhân đang đứng á, khu dân cư này gọi là khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 1, là một trong những cái dự án đầu tiên của chủ đầu tư Cát Tường Group. Và tính từ cái vị trí căn nhà là Nhân đang đứng trên cái trục đường chính đó cả nhà. Trục đường chính này là chạy thẳng ra ngoài cái cổng của mình á, cổng khu dân cư á, thì tính từ đây mình chạy đó khoảng chừng 500m thôi là cái đường trước mặt tiền khu dân cư mình là đường tỉnh lộ 824. Và đường tỉnh lộ 824 nó sẽ chạy thẳng về trung tâm thị trấn Đức Hòa và chạy thẳng về bên cái phía của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bây giờ thì còn như cái hướng ngược lại nha cả nhà. Hướng ngược lại là mình sẽ đi về đường Nguyễn Văn Bứa của Hóc Môn. Thì tính từ vị trí khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên của mình á, đi về Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh á, khoảng chừng 2km thôi. Thì cái căn nhà của mình là một cái căn góc, nó đối diện là một cái mặt tiền bên hông á, sẽ có một cái công viên rất là lớn như cái nhà mình thấy ha, rất là lớn luôn. Và hiện tại là cây xanh đầu này kia là nó rất tươi tốt rồi, và có một số ghế đá này kia mình ngồi rất là thoải mái nha. Cái quan trọng nữa là có một số cái máy tập thể dục để cho cô chú anh chị mình, và Nhân đó luôn á, cái căn nhà này rất phù hợp cho cô chú anh chị nào mình mua để mà mình nghỉ dưỡng nha. Tại vì thứ nhất là đối diện công viên, và thứ hai nó nằm ở trong một cái khu dân cư rất là sầm uất, nhưng mà cái người dân ở trong đây người ta sống rất là chan hòa, rất là bình dị nha cả nhà. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà mình bước vào trong để tham quan căn nhà nó như thế nào nha. Rồi Nhân xin mời. Ở cái phần trước nhà mình đó là sẽ có một cái khoảng trống ở phía trước rồi nè cả nhà. Ở đây như cả nhà mình thấy là anh chủ nhà cũng đặt cho mình một cái bộ bàn ghế đá nè, nó còn một khoảng trống rất là lớn. Và ở trên đó thì anh đã làm một cái khung sắt ở trên để anh trồng cây hoa nè, anh trồng sẵn cho mình luôn rồi. Cây là cây hoa giấy thì dài hôm nữa là nó lớn lên thì nó sẽ trèo á, nó leo lên khắp cái vàng này luôn, thì rất là mát cái căn nhà của mình. Và cái phía bên hông thì mình sẽ có một cái mặt tiền nè cả nhà, mặt tiền bên hông. Nha, cái đường trước của mình đó là cái đường nó 12m, và cái đường bên hông này nó cũng 12m luôn. Thì mình sẽ có mặt tiền bên hông, ảnh làm những cái cửa sổ á, rất là mát. Rồi, nhưng mà vào trong. Ở đây là ảnh có làm một cái bộ rèm nè cả nhà, thì cái màu nó rất là nhẹ nhàng ha, rất là trang hòa luôn. Thì về cái phần căn nhà mình á, tại vì cái căn nhà này rất là kỹ cho nên là Nhân rất đẹp, nên Nhân phải quay kỹ một chút xíu. Và Nhân cũng tiết lộ cho cả nhà mình, cái căn nhà này là của một anh thầu xây dựng, anh xây luôn. Về cái phần gạch á, như cả nhà mình thấy cái phần gạch là lót 80-80 và gạch rất là sáng luôn. Thì bước vào trong nhà là đầu tiên mình sẽ có một cái khung tranh rất là lớn nữa cả nhà. Và tiếp theo á, sẽ có một cái kệ để cho mình trưng bày những cây bông hoa này kia, những cái vật dụng trang trí cho đẹp căn nhà ha. Nói như bên hông này cả nhà, bên hông đây thì có nguyên một cái dàn cửa, nguyên cái dàn cửa luôn. Đây là cửa lớn, cửa chính nè. Rồi bên hông là nó có hai cái cửa sổ nữa, cho nên là cái căn nhà mình nó sẽ rất là mát mẻ luôn. Và phía sau á, đó là phòng khách, và tiếp theo là một cái gian bếp. Cái gian bếp này nó cũng vừa phải, chứ nó không rộng lắm mà không nhỏ lắm. Thì ở đây là cái tủ bếp, anh có làm một cái kệ lớn cho mình nè. Tất cả có một cái kệ lớn rồi. Ở đây là một cái dàn tủ ở dưới nữa, là mình sẽ để được rất là nhiều đồ luôn nha cả nhà. Ở trên này có một số thiết kế đèn đồ này kia nhìn rất là đẹp rồi. Ở phía sau là mình có một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này nói chung là thiết kế thì nó rất là hợp lý, và nó cũng vừa phải cái nhà vệ sinh mình. Nhưng mà cái nhà vào đây, đó, ở đây thì như cái nhà vệ sinh mình thấy nè, có cái cửa kính cường lực mình kéo ra kéo vào ha. Thiết kế như thế này thì rất là hay, một cái là nó sẽ tiết kiệm được cái không gian cho mình, và nhìn nó cũng rất là sang trọng nữa. Ở trong toilet thì vệ sinh thì nó có đầy đủ hết rồi, bồn cầu có lavabo, rồi có giò nước cho mình nữa.
Dạ rồi, nãy giờ Nhân dẫn cho cả nhà mình xem ở dưới, bây giờ lên trên nha cả nhà. Rồi, bây giờ khi cả nhà mình bước lên lầu 2 á, mình sẽ xin lỗi, lầu 1 á, mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở phía sau nè. Cái nhà vệ sinh này thì nói chung là cũng nhỏ gọn, dễ thương lắm. Đây em đặt lên quay giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo mình sẽ có một cái phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này thì nó cũng nhỏ, vừa phải thôi. Nó không quá rộng mà cũng không quá nhỏ. Thì về cái phần thiết kế thì anh có hai tông màu này. Thứ nhất là màu trắng, và thứ hai là có cái giấy dán tường. Thì có cái bông màu thường thường tím tím, dễ thương lắm. Ở trên thì có một số phần trang trí nữa. Rồi bây giờ Nhân mời cái nhà mình đi tham quan phòng thứ hai nha. Phòng thứ hai thì cũng giống với phòng bên kia luôn đó nha. Nó cũng bằng cái phòng bên kia luôn. Thì trong đây là cũng thiết kế nói chung là cũng y chang như vậy. Rồi bây giờ Nhân mời lại phía trước. Rồi phía trước thì mình tiếp tục có thêm một cái phòng nữa. Cái phòng này thì nó sẽ có hai lựa chọn cho cả nhà mình. Một là nếu như mà gia đình mình đông người á, mình làm một cái phòng ngủ ở đây nữa thì cũng rất là tuyệt vời. Tại vì nó có thêm cái cửa chính, và bên trong nó có cái cửa sổ nữa, bên đây thêm một cái cửa nữa. Cho nên là khi mà cả nhà mình ở cái phòng này sẽ rất là mát. Còn ví dụ như mình ít người á, thì mình sẽ sử dụng hai phòng ngủ kia thôi. Và cái phòng này mình sẽ làm cái phòng thờ, hoặc là mình để làm một cái phòng gọi là sinh hoạt chung cho gia đình hội họp ở đây cũng được. Và cái điều quan trọng nhất là khi mà Nhân chia sẻ với cả nhà mình là căn nhà này hợp cho cô chú nào mình muốn về đây mình ở nghỉ dưỡng. Thứ nhất là được một cái căn nhà đẹp chắc chắn, và thứ hai nữa là nếu mà so cái căn nhà này với những cái căn nhà khác ở trong cái khu Cát Tường Phú Nguyên 1 mình, thì có thể nói cái căn này là một căn nhà thiết kế với cái mẫu thiết kế đẹp nhất ở trong khu này. Phía trước thì sẽ có một cái khoảng ban công này cả nhà. Đó, khoảng ban công phải không, cũng khá là lớn. Ở đây là cây cột, cột da đá đúng không anh? Sơn da đá, nhìn rất là chắc chắn và rất là hoành tráng luôn nè cả nhà, đẹp lắm. Rồi bây giờ bên hông này, bên hông này thì mình wow, gió lùa rất là mát luôn. Đó, bên hông này thì mình có nguyên một cái lan can nè, rất là dài luôn. Thì cái phần bên đây á là sẽ cho cô chú mình á, mình sẽ trồng hoa, trồng bông này kia. Thì hiện tại là anh chủ nhà, anh có làm một số những cái chậu bông hoa ở đây rồi. Còn nếu như mà cả nhà mình về, mình có thể là mình trồng thêm những bông hoa khác, để chiều chiều mà mình có thể ra đây mình tưới cây này kia để thư giãn đầu óc. Và ở đây là cái view xung quanh là cả nhà mình nhìn rất là đẹp luôn. Dạ rồi, nãy giờ là coi như là cả nhà mình đã tham quan hết được cái căn nhà của Nhân giới thiệu cho cả nhà mình rồi. Bây giờ tới cái phần quan trọng, Nhân sẽ đi xuống dưới và Nhân gặp chính chủ của cái căn nhà này để xem anh kêu giá cái căn nhà là bao nhiêu nha cả nhà. Rồi, Nhân xin mời xuống dưới. Dạ rồi, thì nãy giờ Nhân dẫn cho cả nhà mình tham quan hết căn nhà. Cái quan trọng nhất thì bây giờ gặp anh chủ nhà luôn. Anh tên gì giới thiệu cho mọi người biết? Mình tên Tuấn. Anh Tuấn ha. Anh Tuấn hiện tại là anh đứng sổ cái tên nhà này, căn nhà này hay là vợ anh đứng? Mình đứng tên sổ nhà này luôn. Đứng luôn phải không? Đúng rồi. Thì nãy giờ là em dẫn cho tất cả mọi người, giống như những cái khách hàng người ta tham quan căn nhà rồi. Rồi. Quan trọng nhất là người ta biết được cái giá. Ở đây thì bây giờ anh kêu cái giá là bao nhiêu? Cái này là bây giờ là mình 3 tỷ 50 thu về. Dạ, 3 tỷ 050 triệu. Đúng rồi. Thì cái phần này thì khi mà mua bán là anh có bao sang tên cho khách hàng hay không? Cái này thì mình đã chốt giá là mình bán rồi. Còn cái mà để mà sang tên cho chủ nhà thì chủ nhà tự lo. Rồi, cái phần của người nào người đó lo? Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Thì cái nhà mình cho em hỏi cái là mình đã hoàn công hay chưa anh? Cái này của mình là qua đầu tháng 10 là mình có. Đầu tháng 10 là có, tức là bây giờ đang hoàn công, cái sổ đang đi hoàn công rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thì đầu tháng 10 là mình sẽ đem sổ về. Đúng, đúng. Dạ. Thì bây giờ là khi mà anh kêu cái giá là 3 tỷ 050 triệu. Dạ. Thì khi mà khách hàng người ta thiện chí, người ta muốn mua liền,
thì có thể là thương lượng với anh được nữa hay không? Hay có là... thì nói chung là vẫn được chút đỉnh nữa. Vẫn còn thương lượng. Dạ. Rồi thì bây giờ cái phần quan trọng nhất là em cho mọi người biết được căn nhà và biết cái giá. Thì khi mà khách hàng đến đây người ta xem á, thì ví dụ như người ta muốn thương lượng giá thì này kia thì em sẽ cho gặp chính anh Tuấn luôn. Dạ. Để lúc đó người ta có thể là thương lượng giá thì được bao nhiêu đó thì anh với lại khách hàng cứ giao dịch ha. Rồi, rồi. Rồi, ok, cảm ơn Tuấn rất là nhiều nha. Cảm ơn anh. Bắt tay cái coi. À quan Phan, tức là bây giờ quên nói với cái nhà mình là anh Tuấn ở đây có mấy căn? À, ở đây là có 2 căn. Có 2 căn đúng một không? Một căn lô góc, một căn 3 tấm bên này. Rồi. Thì bây giờ mình cho khách hàng xem căn này trước. Rồi. Thì bây giờ là một lát em sẽ quay cái căn bên kia luôn. Rồi. Thì bây giờ anh có thể là nói sơ về cái căn bên kia trước. Cái diện tích bao nhiêu anh? Cái diện tích bên đó là 17,30. Diện tích là xây là gần như hết đất. Dạ. Để sân có mỗi đằng sau thôi. Dạ. Đằng trước là xây hết. Thì cái căn bên kia là cái giá bao nhiêu để một lát em qua quay căn bên kia luôn? Cái bên đó là 3 tỷ mốt 50. 3 tỷ mốt 50. Rồi. Thì sổ hồng cũng anh đứng hết. Đúng rồi. Hoàn công chưa? À, cũng đang hoàn công, cũng đầu tháng 10 là có luôn. Rồi ok anh ha. Rồi cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Rồi. Bây giờ em sẽ tiếp tục. Rồi cảm ơn anh Giang Thọ đi. Bây giờ là tiếp tục là Nhân sẽ đi qua bên căn bên kia để quay cho cả nhà mình cái căn bên kia nữa, để cho cả nhà mình có được hai sự lựa chọn. Thì mình thích cái căn nào thì mình xem căn đó và chốt giá với anh Tuấn nha cả nhà. Rồi về cái phần căn kia Nhân sẽ làm một cái video sau. Tại vì cái video này cũng khá là dài rồi, cho nên là cả nhà mình nhớ là nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để xem được cái căn sau của anh Tuấn nữa nha. Và nếu như cô chú anh chị nào mình ưng cái căn nhà này thì cứ gọi cho Nhân, số điện thoại là 0909 17 880, hoặc là kết bạn Zalo của Nhân cũng được. Và quan trọng nhất, cô chú anh chị nào mình muốn ký gửi nhà hoặc là đất ở Đức Hòa Long An này thì cứ liên hệ với Nhân, thì Nhân sẽ tới và quay video như thế này cho cả nhà mình nha. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Cô chú anh chị mình muốn ký gửi nhà hoặc là đất thì hãy liên hệ với Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Và mình muốn xem những video tiếp theo thì hãy bấm vào những video trong màn hình nhé. Nhân xin cảm ơn rất là nhiều.